Xin chào các bạn, Red Magic được biết đến là một trong những hãng có tính năng sạc nhánh, tức là sạc dùng nguồn điện trực tiếp các bạn nhé. Và em Red Magic 8 Pro này cũng không ngoại lệ, một cái thiết kế rất là đẹp luôn. Sơ qua một chút về cái thông tin trên em Red Magic 8 Pro này, hiện tại đang chạy cái giao diện Red Magic OS 6.0, bộ nhớ RAM là 8GB. Hiện tại em này chạy Snap 8 Gen 2 mạnh nhất trong thế giới Android với điểm số AnTuTu vô cùng khủng khiếp 1.300.000 điểm. 1.300.000. Team mình cũng đã có rất nhiều video test game về em này rồi, từ game nhẹ đến game nặng, từ tắt quạt các thứ. Vậy thì khi các bạn dùng tính năng sạc nhánh này, về phần nhiệt độ nó mát hơn và mình muốn thử thách một chút em Red Magic 8 Pro này là mình không bật quạt khi mà chơi game. Trong cái phần game space của máy này, một cái giao diện game space khá là mới. Phần setting đồ họa mình đã để cái phần hiệu suất là cao nhất rồi. Phần GPU chất lượng cao, hiển thị mình để mặc định. Có cái gì mình cho lên được thì mình sẽ cho lên nhá. Tốc độ lấy mẫu cảm ứng siêu cao 960Hz. Đấy, và mình bật một vài tính năng thì mình sẽ vào luôn game. À đây, hiện tại các bạn nhìn nhá, đang còn 89% pin. Mình cho A ra ngoài các bạn sẽ nhìn này, 89% pin. Mình kết nối trực tiếp với sạc trong máy. Các bạn nhìn, đang sạc đúng không? Màu vàng. Mình bật cái tính năng sạc riêng lên. Đây các bạn nhìn nhá, bật tách phí. Nói chung là máy này có tiếng Việt nhưng mà tiếng Việt nó không phải là quá hoàn hảo 100% đâu. Nhiều chỗ nó dịch dở khóc dở cười nhưng mà các bạn nhìn này, sau khi được bật, chỉ điện thoại sẽ được sạc bằng nguồn chứ không phải sạc vào pin. Điều này sẽ giúp ngăn chặn sự sinh nhiệt. Xác nhận. Đồ họa Genshin Impact mình để mức đồ họa cực cao vào 60. Các bạn nhìn hiện tại vẫn là 90%. Chơi bằng kết nối Wi-Fi, độ sáng thì tầm khoảng 70%. Mình tắt quạt đi, không cần quạt nha. Uầy, loa em này to thật. Để đó băng rồi. Ok à. Thôi chạy 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 chạy, chuẩn chuẩn chuẩn. Nó cho vài phát là đi đấy. Ui giời. Ui. Còn đúng một bạn nữa. Nhìn có vẻ hơi chói nhỉ. Mình sẽ hạ cái độ sáng xuống một tí. À, nhìn đỡ hơn. Úi giời, mày quá lé được. Trời quá ngon. Này. FPS nó thẳng tắp 60 các bạn ơi. Em Red Magic 8 Pro này có cái viền bằng kim loại nên là mình không có bật quạt đấy. Nó khá là nóng. Nhưng dù sao cái trải nghiệm chơi game khá ngon. Cảm giác giật lag thì mình gặp đúng 2 lần. Đấy, nó bị khựng nhẹ thôi, chứ không đến mức phải giật quá mạnh. Còn đây các bạn nhìn biểu đồ FPS. Ôi, game mình phô này đúng là mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại. À đây có mấy tên. Phải giết tên này trước, không làm nó hồi máu cho bọn kia. Yeah.
combo liên tục. Wow. Không thèm nhúc nhích luôn mà. Ok, bây giờ đến các em. Chuẩn bị đi này. Ngon quá, ngon quá. À, còn một tên à? À đây 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 đây. Ôi còn đông lắm các bạn ơi. À chia mấy cái con tiểu quái yêu nhỏ nhỏ không tính. Hai tên nữa. Quả này combo ác quá. Ui, cái lúc mà mình combo nó như thế mà FPS nó thẳng tắp như thế mà, thậm chí nó còn lên 61. Đã hoàn thành cái đo FPS của mình, hết thời gian đo rồi thì mình sẽ chơi tầm khoảng đến 20 phút nhá. Chơi thì bây giờ nó sẽ thẳng tắp thôi. Em này được một cái dư lượng pin rất trâu lên 6.000. Bây giờ các bạn không phải lo nghĩ pin Red Magic có 4.800 chưa có 5.000. Đây tận 6.000 các bạn chơi tẹt vô. Để sẽ kết hợp 3 combo này lại nha. Đấy. Mình chơi được khoảng 20 phút rồi đây. Pin tại vì mình dùng điện sạc trực tiếp nên là không mất pin nha. Hiện tại vẫn là 90%. Nhiệt độ mặt trước 45,8 độ C. Nhiệt độ mặt sau 45,3. Khung viền là 45,7, 45,8. Biểu đồ FPS Genshin Impact ở mức đồ họa max setting trên Red Magic 8 Pro. Có 1 đến 2 lần là mình cảm giác nó hơi bị khựng nhẹ nhẹ một xíu thôi. Đấy, còn lại thì nó rất ngon lành các bạn nha. Các bạn nhìn cái FPS này có thích không? FPS trung bình nó rơi vào 59,8. Mình vừa có hoàn thành xong cái bài test hiệu năng trên Red Magic 8 Pro dùng tính năng sạc nhánh, hiệu năng Snap 8 Gen 2. Quá đỉnh luôn các bạn. Đây mình cũng có chấm đi chấm lại cái bài rất là nặng là Willa Extreme Sweet Test. Thì mình chấm khoảng 3 lần thì mới có thể chấm được cái điểm số ở đây. Tuy là mình chấm do có thể trong quá trình chấm ý máy nóng quá nên là cái độ ổn định nó chỉ được 97,8% thôi. Về trải nghiệm Genshin Impact thì vẫn như các trải nghiệm khác, các bạn thấy là từ lúc mà chơi game nặng này không bật quạt, bật quạt hay là gắn sò thì về cái trải nghiệm Genshin Impact Marketing nó quá phê luôn. Thì các bạn cảm thấy sao về cái tính năng này? Đừng quên để lại comment ở bên dưới nhá. Dù sao thì với Red Magic 8 Pro là một chiếc máy thực sự đến thời điểm tại coi như là mạnh nhất thế giới về hiệu năng rồi. Thiết kế nó cũng khá là đẹp. Cái này thì tùy theo cảm nhận từng bạn thôi. Như bạn bảo là thiết kế con thế hệ cũ ấy, là 7S Pro nó cũng đẹp hơn, nó tròn thì dễ cầm nắm hơn. Nhưng với mình nha, con 8 Pro này cầm nắm thứ nhất nó đầm tay và cảm giác nó hơi bị dày, bởi vì cái viền này nó là theo kiểu hơi vuông vức nha, chứ nó sẽ không cong giống như con thế hệ cũ. Thôi rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Về mức giá Red Magic 8 Pro rẻ nhất, mình sẽ để đường link ở phần mô tả và mình lộ ghim cho bạn nào quan tâm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Bye bye.